Ngủ, mày còn biết vẽ nữa hả? Đổ cái giọng. À, tao mới đăng ký cuộc thi nét vẽ xanh với tàu lá chuối á. Đó giờ tao thích vẽ lắm, còn muốn luyện thêm nữa. Vậy cố lên nha. Mày cũng đăng ký thi này nữa hả? Đúng rồi, hạng nhất được giấy khen mà còn được thưởng 500 ngàn nữa. Wow, really? Hay mày cũng thử đi, biết đâu có giải. Kết liền. Mày làm gì nè? Họ thì thấy nhân đồ cũng thi nè. Cũng họ nó lấy ý tưởng đâu thôi. Mày cũng thi mà, tự nghĩ trước trời. Nhưng mà phát hiện copy ý tưởng là bị cấm thi á, nên tao cũng không có copy ý tưởng ai đâu. Thì khó khăn quá vậy. Của mấy em nhà trường đã chấm xong rồi, nhưng mà có hai tác phẩm ý tưởng y như nhau, nghi ngờ là sai chép ý tưởng, cho nên là nội với tí bị cấm thi. Ủa sao vậy được? Em có đâu cô? Theo số lượng tham gia rất đông, gồm 3 người thì hạng nhất thuộc về Sukana nha. Cảm ơn cả nhà yêu, cảm ơn fan của mình nha. Ê tí, mày có ý tưởng chưa? Là có cái này hay lắm, gửi mày rồi đó, khỏi đúng không tao nha. Mày làm đúng không nhau kìa? Mắt gì mày có bằng chứng không? Mở tao con mắt kìa, nhìn thấy gì chưa? Cô em có cái này nè. Su cảnh á. Cả chú ý, kể từ hôm nay các em phải để tóc giống nhau đồng bộ theo quy định nhà trường. Một lát nữa tôi sẽ đi kiểm tra từng người một. Ê tí, mày xong đời rồi, con trai mà để tóc dài. Cái đầu của mày đáng sợ hơn á, nguyên một màu hồng bách teo lóng lá nắng kim sa luôn kìa. Ê ê, tụi bay sắp tan rồi. Hả? Vậy cô Rona nói là cả trường phải để tóc giống nhau, tất cả đồng bộ. Cái gì, cả lớp cùng để một cái đầu rồi biết ai là ai nữa. Thì đó. Nè nè nè, học hành kiểu gì mà đứng đó nói chuyện, đi về chở cho tôi. Em kia cắt cái máy đi. Còn em cắt tóc cho tôi. Không được đâu cô, em để bao lâu nay cũng có sao đâu. Tôi không cần biết, đây là quy định nhà trường. Corona, chuyện gì mà cô la dữ vậy cô? Học sinh lớp thầy không làm theo quy định để tóc tùm lum tùm la ảnh hưởng đến nhà trường. Đâu, tôi thấy để vậy dễ phân biệt mà, chứ cũng đâu có ảnh hưởng gì chuyện học. Đâu cần làm lớn chuyện gì cô. Không lớn chuyện hả? Kèm á đó, kèm máy dạng đứng lên. Ai cho em đi học mà dụng cái máy như Lisa vậy, thành viên thứ năm của Blackpink hả? Thì con nhỏ chủ kênh của em thú vị, nó thiết lập cái ngoại hình em vậy mà. Đừng có mà chả treo, em học hành như thế nào mà còn nói nữa. Vậy em hạng 2 toàn khối. Em không tính, các em ngồi trên góc kia. Ủa cô, em đâu làm gì đâu. Đi học mà để tóc dài, cắt tóc đi, học hành thì bê tha. Em học hành bê tha nào, em cũng hạng nhất mà. Nhất lớp, nhất trường gì cũng phải cắt. Nhất thành phố, chút đó nữa thì nhất quốc gia cô. Rồi giờ ý cô là sao? Hãy tôi với cô lên phòng hiệu trưởng. Tóc tai cũng đẹp đó, nhìn cá tính lắm. Tôi đi trước à. Cô ơi, tóc cô cũng muốn quá trời kìa, cắt bớt đi cô. Bực mình. Tất cả đem hết tài liệu lên đây, sắp tới giờ thi rồi. Ok, nhận đề hết rồi đúng không? Vậy làm bài đi. Ủa thầy Tèo, giờ này lớp thì sao rồi, lớp thì ổn chứ hả? Tạm tạm mà cô ơi, thì cũng top 2 khối tạm tạm vậy thôi. U là trời, lớp thầy cũng đỡ chứ lớp tôi đâu có được dạy học hành chả tiến bộ gì đó. U là trời, Corona cô đừng có khiêm tốn quá. Lớp cô học được như vậy là may phước tôi đó, chứ mà để tôi làm chủ nhiệm đâu có tốt bằng cô đâu. Thầy cũng khiêm tốn ghê thầy Tèo. À, cái vụ lần trước á, thầy cô à, có thể đừng nói chuyện được không? Giờ ảnh hưởng tụi em làm bài thi lắm à. Tôi biết rồi, làm bài đi. Giải 3 bàn 5 coi cái gì đó. Còn em nhịn gì đó, tính quay bài hả? Có đâu cô, em làm này làm kia thôi à. Đứng dậy lật túi quần cho tôi coi. Đàng hoàng cho tôi, liệu không? Chứ gì nữa, bà nội nó bế chảy thai, chờ tôi nói cho thầy nghe. Gì, chủ đó là thật đúng hả? Nè, em nghiêng đi đâu đó, giấu cái gì, đưa cho tôi coi. Em có làm gì đâu cô. Ê, đưa bài cho coi. Đàng hoàng tử tế với tôi, đừng có quay tới quay lui. Cái gì mà giận cá chém thớt gì trời. Còn 30 phút hết giờ làm bài, tất cả nhanh tay lên ha. Làm xong thì coi lại bài đi nha. Ok, hết giờ làm bài, tất cả bỏ bút xuống. Corona thì được không? Giảm thấy ngon lành lắm. Cái bà Corona này kỳ quá, giờ bao nhiêu người quay bài mà không ai bị tóm hết á. Mày không biết hả? Mấy đứa đó lớp cổ không đó.
hàng gì căn mình nó thì kỹ, còn mấy đứa kia quay như dịch quay Bắc Kinh luôn thì không bị gì, phân biệt đối xử với Coca Cola à. Nghe nói đợt này cô chấm bài lớp tôi hả? Tôi hiểu mà. Dạ cô nương tay nhẹ tay cho cô. Nhẹ tay cái con khỉ. Cô gác thi cho lớp tôi, cô có nhẹ tay cho lớp tôi đâu. Chữ xấu, trừ điểm. Viết lại bài hát, trừ điểm. Đáp án sai, trừ điểm. Sao đáp án y chang nhau vậy? Quay cớp không? Tôi sẽ nói chuyện này lên hiệu trưởng. Bà tới công chuyện rồi bà Corona. Thầy Tèo, kỳ thi ok ai như cô Thắm năm nay cho em đại diện đi thi đi thầy. Để thầy suy nghĩ đã. Thầy nói đi, thầy có cho em đi không? Không cho. Thầy không cho thì em gửi thầy. Về lớp đi để tôi suy nghĩ lại. Ê, tự nhiên thấy mệt quá vậy ta. Nè, đang làm gì vậy? Đưa đi coi. Thì tại coi phim trên YouTuber Forever không bị chèn quảng cáo nữa. Mở chế độ con số nhỏ được, vừa coi vừa học bài cũng được. Mày lên Google Play hay App Store đãi về đi. Ủa mà mày định nói gì vậy? Tự nhiên cái phải đại diện trường đi thi cái mệt ngang vậy đó. Mày hả? Mơ đi. Sao? Một lát thầy Tèo nói là mày biết. Cái lớp phát bài thi xuống đi. Về việc đại diện đi thi ô kìa như cô Thấm năm nay á, thầy sẽ để Sukana đại diện đi thi. Vậy thầy có nhầm không thầy? Vậy nghĩ thì sao thầy? À tao bị hủy tư cách thi rồi, Na nói đúng á. Nghe chưa? Dù gì tao cũng là học sinh lớp chuyên chuyển qua, con nị sách dép cho tao tao còn chê. Em hơi xa rồi Na, nị quán quân 5 năm rồi, bây giờ không được thi nữa, nếu không ai mà thi cho nổi. Ba cái dạy nhỏ xíu về mà khoe hoài. Em được rồi Na, kỳ này nị với Na đi chung nhớ nhắc nhở nhau nha. Cái gì thầy? Em không cần nó đi theo sách dép em đâu, nếu chọn chọn tí đồng còn hơn. Sukana, em ra đó để tham gia thi, còn nị là thành viên của hội đồng ra đề, em nghĩ ai sắp dép trai? Không cần đó thầy ơi, em mang dạy chứ không mang dép.